10 ngôi chùa cổ nhất tại Việt Nam. Đời sống tâm linh là một phần không thể thiếu đối với người dân Việt Nam. Theo quan niệm xưa thì ngôi chùa càng cổ kính thì càng linh thiêng. Tại Việt Nam có những ngôi chùa với hàng nghìn năm lịch sử. Bạn có biết ngôi chùa nào cổ nhất Việt Nam không? Hãy cùng Top List khám phá ngay trong video dưới đây nhé! Top 1. Chùa Dâu Bắc Ninh. Với lịch sử gần 2.000 năm tuổi, Chùa Dâu là ngôi chùa cổ nhất Việt Nam. Chùa Dâu còn có tên gọi là Chùa Cả, Cổ Châu Tự, Diên Ứng Tự hay Pháp Vân Tự. Chùa được khởi công xây dựng năm 187 và hoàn thành vào năm 226, là ngôi chùa lâu đời nhất và gắn liền với lịch sử văn hóa Phật giáo Việt Nam. Được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử ngày 28 tháng 4 năm 1962 đến năm 2013, chùa được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Nơi đây được coi là trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam và là nơi khởi nguồn tín ngưỡng thờ Tứ Pháp, bốn vị nữ thần hình thành từ sự kết hợp giữa Phật giáo Ấn Độ và tín ngưỡng dân gian của người Việt. Chùa đến nay bao gồm các hạng mục công trình, tiền thất, tháp hỏa phong, tiền đường, nhà tả vu hữu vu, tam bảo, hậu đường, hành lang và các công trình phụ trợ. Điểm nhấn về kiến trúc của Chùa Dâu là tòa tháp hỏa phong cao khoảng 17m nằm giữa sân. Năm 1113, dưới triều vua Trần Anh Tông, Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi đã tu bổ chùa và cho xây dựng ngôi tháp 9 tầng, đến nay chỉ còn lại 3. Trên tầng 2 của tháp có tấm bảng khắc 3 chữ Hỏa Phong Tháp. Bên trái tòa tháp là tấm bia đá dựng năm 1738, bên phải là tượng cừu đá có từ 1.800 năm trước. Ngoài ra khi nhắc đến những bức tượng nghệ thuật tại Chùa Dâu sẽ thật thiếu sót nếu như thiếu 18 pho tượng của các vị La Hán được đặt dọc hai dãy hành lang song song tại hậu đường và tiền thất. Có thể nói ngôi chùa cổ này đã trải qua rất nhiều những thăng trầm của lịch sử và qua hàng nghìn năm. Với sự tàn phá của chiến tranh và bào mòn của thời gian, nhưng Chùa Dâu đã có những lúc bị hư hỏng và được xây dựng và tu sửa rất nhiều lần. Thế nhưng những giá trị về tâm linh văn hóa của ngôi chùa này vẫn còn được giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay. Top 2. Chùa Trấn Quốc. Top 2 là ngôi chùa đã quá nổi tiếng tại Hà Nội, Chùa Trấn Quốc. Được xây dựng năm 541 dưới thời Tiền Lý, Chùa Trấn Quốc trải qua 4 lần đổi tên. Ban đầu có tên là Chùa Khai Quốc, đến thời vua Lê Thái Tông đổi thành Chùa An Quốc. Dưới thời vua Lê Hy Tông, chùa được đổi tên một lần nữa thành Chùa Trấn Quốc. Năm 1842, vua Minh Mạng đổi tên thành Chùa Trấn Bắc. Tuy nhiên, người ta vẫn hay quen gọi với cái tên là Chùa Trấn Quốc, nhờ vậy mà cái tên này vẫn được giữ mãi đến ngày nay. Nằm ở phía đông Hồ Tây, Chùa Trấn Quốc với tuổi đời hơn 1.500 năm là ngôi chùa cổ và linh thiêng bậc nhất tại Hà Nội. Tổng diện tích chùa khoảng hơn 3.000m², bao gồm vườn tháp, nhà tổ và thượng điện. Trải qua nhiều lần trùng tu, ngôi chùa này vẫn giữ được nét đẹp cổ kính và linh thiêng vốn có. Đặc biệt năm 2016, Chùa Trấn Quốc đã lọt vào danh sách 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới do báo Daily Mail của Anh bình chọn và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chùa Trấn Quốc là ngôi chùa theo hệ phái Bắc Tông, bên trong điện thờ Thật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà và Phật Bà Quan Âm. Bên cạnh đó, chùa còn có ban thờ Chu Thương, Quan Vũ, Quan Bình, Đức Ông và các thị giả. Với kết cấu và kiến trúc theo nguyên tắc khắt khe của Phật giáo gồm 3 ngôi chính, tiền đường, nhà thiêu hương và thượng điện nối với nhau thành hình chữ công. Một điểm nhấn không thể bỏ qua khi đến chùa Trấn Quốc là bảo tháp lục độ đài sen nổi bật ở vị trí trung tâm cao 15m, gồm 11 tầng, có màu nâu đỏ rực rỡ. Ngoài ra, cây bồ đề 60 năm tuổi cũng là biểu tượng linh thiêng quan trọng của chùa Trấn Quốc. Với vị trí đắc địa, lịch sử lâu đời và kiến trúc độc đáo, chùa Trấn Quốc đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong các chuyến du ngoạn khám phá thủ đô của du khách. Ngoài chiêm ngưỡng cảnh đẹp, du khách còn có thể đến đây để lễ Phật, hành hương và cầu bình an may mắn. Top 3. Chùa Tây Phương. Được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 8, Chùa Tây Phương đứng thứ 3 trong danh sách này. Chùa Tây Phương hay còn được gọi là Sùng Phúc Tự, tọa lạc trên đỉnh Câu Long ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chùa Tây Phương được biết đến là một trong những ngôi chùa có kiến trúc nghệ thuật độc đáo, đã chính thức được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt về giá trị kiến trúc nghệ thuật. Được xây dựng với 3 nếp chùa đặt song song theo hình chữ tam, bao gồm các khu vực là bái đường, chính điện và hậu cung. Để đặt chân đến khu vực tham quan Tây Phương cổ tự,
các bạn cần vượt qua 237 bậc thang đá ong dẫn lên điện. Kiến trúc xung quanh diềm mái của chùa đều được chạm trổ tinh tế theo hình lá chuyện cuốn vô cùng đẹp. Trên mái gắn nhiều con giống bằng đất nung, các đầu đào mái cũng bằng đất nung, đường nét nổi lên hình hoa lá rồng phượng. Nơi đây sở hữu rất nhiều những bức tượng Pháp với những kiệt tác vô cùng hiếm có trong nghệ thuật điêu khắc tôn giáo. Ngôi chùa sở hữu 64 pho tượng với các bức phù điêu vô cùng hoành tráng, 16 pho tượng tổ, bộ tượng Tam Thế Phật. Đặc biệt đến đây du khách còn có thể chiêm ngưỡng tượng 18 vị La Hán với những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố khác nhau. Top 4. Chùa Tổng La Phù. Chùa Tổng La Phù có từ năm 988, tên chữ là Thiên Hương Tự. Năm 1988, chùa được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật. Theo văn bia dựng ở chùa thì Thiên Hương Tự được xây dựng năm Mậu Tý dưới triều vua Lê Đại Hành do Hòa Thượng Thích Chân Từ, người Cố Đô Hoa Lư chủ trì và khánh thành ngày 2 tháng 2 năm 1989. Năm Đinh Tị năm 1677, triều vua Lê Hy Tông, chùa được trùng tu đồng thời xây dựng thêm các chuông và đúc chuông. Năm Nhâm Dần năm 1782, triều vua Lê Hiển Tông, chùa được mở mang quy mô, xây dựng 9 gian thượng điện, 5 gian đại bái, 4 gian hậu cung. Về kiến trúc, chùa có 2 cổng. Cổng thứ nhất là một tam quan xây tường hồi bít đốc, tay ngai kiểu 2 tầng 4 mái, mặt nhìn về phía đông bắc, lưng nối với sân dẫn tới 5 bậc thềm của tòa tiền đường. Tòa tiền đường kiểu 2 tầng 8 mái gồm 5 gian, 2 dĩ với hàng hiên cột đá, nằm song song có khe lấy sáng là tòa trung đường 7 gian kiểu tường hồi bít đốc, 3 gian giữa được kết nối với thượng điện thành hình chữ đinh. Đầu hồi mỗi bên trung đường ăn thông xuống hành lang dài, nơi bài trí các bộ tượng La Hán, rồi kéo xuống sân sau đến khu nhà tăng và khu tam thánh, nơi thờ tượng của 3 vị thiền sư thời Lý. Nhà chùa bài trí một hệ thống đầy đủ các tượng Phật giáo theo kiểu Bắc Tông, trong đó nhiều tác phẩm mới được tô lại gần đây, trông như bản sao với các nét đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc thời Nguyễn. Ngoài 3 pho tượng to gần bằng người thật thờ các vị thiền sư nổi tiếng thời Lý, thì đáng chú ý nữa là một quả chuông đồng được đúc vào thời Tây Sơn. Với những giá trị về kiến trúc, lịch sử và văn hóa như vậy, chùa Tổng thực sự là một địa chỉ du lịch tâm linh, điểm đến phù hợp với những ai đang tìm kiếm sự yên tĩnh và thanh tịnh. Top 5. Chùa Một Cột. Là một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á, chùa Một Cột là một ngôi chùa nằm trong top chùa có tuổi đời lâu nhất tại Việt Nam. Được xây dựng năm 1049 dưới thời vua Lý Thái Tông, còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như chùa Mật, Liên Hoa Đài hay Diên Hiệu Tự. Sự ra đời của chùa Một Cột gắn liền với giấc mộng của vua Lý Thái Tông vào năm 1049. Nhà vua mộng thấy Phật Bảo Quan Âm ban cho ông một đóa sen tỏa sáng. Sau khi thức dậy, ngài đã thuật lại giấc mộng kỳ bí trên cho quần thần cùng nghe. Thiên tăng Thuyền Lã khuyên vua nên dựng một ngôi chùa để tưởng nhớ ân đức của Quan Âm. Từng được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 1962 và xác lập kỷ lục là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á, chùa Một Cột sở hữu lối kiến trúc chỉ có duy nhất một gian chùa bằng gỗ nhỏ nằm trên một trụ đá lớn, được đặt giữa hồ Linh Chiểu trông đẹp tựa như một bông hoa sen khổng lồ ở giữa hồ. Cột trụ ngôi chùa được dựng lên chỉ với 2 cột đá chồng lên nhau nhưng vô cùng vững chắc. Phía trên chính là giá đỡ cho đài liên hoa được thiết kế bằng gỗ theo hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 3m, cùng chắn sóng lớn bao xung quanh. Mái của chùa Một Cột được lập bằng ngói đỏ gạch, có 4 góc uốn cong vút lên trời. Hình tượng 2 con rồng đặt trên đỉnh mái là biểu tượng lưỡng long triều nguyệt mang đậm văn hóa phương Đông, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, âm dương hài hòa. Không chỉ được đánh giá là ngôi chùa có kiến trúc nghệ thuật độc đáo, chùa Một Cột còn là điểm đến tâm linh, biểu tượng văn hóa ngàn năm của Hà Nội. Top 6. Chùa Keo Thái Bình. Top 6 thuộc về chùa Keo còn có tên chữ là Thần Quang Tự, là một ngôi chùa ở xã duy nhất huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chùa Keo vốn có tên là Nghiêm Quang Tự, được xây từ năm 1061 ở Giao Thủy, Hữu Ngạn, Sông Hồng. Đến năm 1167, chùa đổi tên thành Thần Quang Tự vì Giao Thủy có tên nôm là Keo nên ngôi chùa này cũng được gọi là Chùa Keo. Đây là một trong những ngôi chùa cổ ở Việt Nam,
được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. Chùa Keo gây ấn tượng bởi lối kiến trúc mang đậm giá trị thuần Việt, nội công ngoại quốc. Trên khu đất rộng đến 58.000m2, có tất cả 157 gian với 21 công trình lớn nhỏ, hai công trình kiến trúc thờ Phật và Thánh Tổ Dương Không Lộ được bố trí quy mô, trải dài là hệ thống chùa Phật, tam quan, tòa thượng điện, điện thánh, hành lang, gác chuông, khu tăng xá. Tam quan nội nổi bật với cánh cửa chạm trổ rồng trầu tinh xảo. Từ khu vực này đi qua sân, du khách sẽ tới khu chùa Phật gồm điện Phật, tòa thiêu hương và chùa ông hộ. Điểm nhấn độc đáo của khu chùa Phật là các pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, La Hán, Tuyết Sơn. Phía ngoài có một giếng nước, thành giếng xếp bằng 36 cối đá thủng đã từng dùng giã gạo nuôi thợ xây chùa từ xưa. Hội Xuân Chùa Keo được tổ chức vào mùng 4 Tết Nguyên Đán và hội thu từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch. Mỗi năm đến mùa hội, người dân và du khách đổ về đây rất đông, tham gia những trò chơi dân gian thú vị, thưởng thức những món ăn truyền thống, lắng nghe những làn điệu chèo, nghe câu quan họ Bắc Ninh và đặc biệt là hành hương lễ Phật cầu bình an cho một năm may mắn. Top 7. Chùa Thầy. Xuất hiện trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Thương Nhớ Ở Ai, Chùa Thầy là ngôi chùa nằm trong top 7 ngôi chùa cổ nhất Việt Nam. Chùa Thầy còn có tên gọi khác là Chùa Cả, tên chữ là Thiên Phúc Tự, thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, được xây dựng từ thời nhà Lý. Núi Sài Sơn có tên nôm là Núi Thầy nên chùa được gọi là Chùa Thầy. Đây là nơi tu hành của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, người có công lớn trong việc dạy học, chữa bệnh cho dân và sáng lập ra bộ môn múa rối nước. Chùa Thầy có 3 tòa nằm song song với nhau là Chùa Hạ, Chùa Trung và Chùa Thượng. Ở giữa hồ Long Trì, xây tòa thủy đình nổi lên như bông hoa sen trên mặt nước với những mái đao uốn cong làm cho cảnh sắc nơi đây thêm phần cổ kính. Nơi đây thường trở thành sân khấu của các nghệ sĩ múa rối nước vào các ngày lễ hội. Hai bên có hai cây cầu Nhật Tiên Kiều và Nguyệt Tiên được xây dựng theo kiểu kiến trúc Thượng Gia Hạ Kiều, tạo thành hai dầu rồng. Ngôi chùa cổ mái ngói cong được xây dựng khá khang trang với lối kiến trúc độc đáo. Hai bên chùa là hành lang dài thờ 18 vị La Hán, phía sau là gác chuông, gác trống. Chùa Thầy sở hữu lối kiến trúc nghệ thuật độc đáo, đặc trưng của thế kỷ 17. Từng chi tiết được chạm khắc tinh xảo trên mái, cột cửa đều thể hiện cái thần văn hóa của triều đại nhà Lý cách đây gần 1.000 năm. Với những giá trị về lịch sử văn hóa, năm 2015, Chùa Thầy được nhà nước chính thức công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Top 8. Chùa Bái Đính. Ngôi chùa nắm giữ nhiều kỷ lục nhất Việt Nam, Chùa Bái Đính với lịch sử 1.000 năm tuổi là ngôi chùa cổ top 8 tại Việt Nam. Được xây dựng từ năm 1136 do Thiền sư Nguyễn Minh Không sáng lập. Chùa Bái Đính là quần thể chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á, cách Hà Nội 95 km, có diện tích 539 hectare, gồm khu chùa cổ và khu chùa mới. Kiến trúc chùa nổi bật với hình khối lớn, hoành tráng mang đậm dấu ấn kiến trúc Việt Nam, như sử dụng nguyên liệu chính ở địa phương là đá xanh Ninh Bình, gỗ tứ thiết, ngói men bát tràng màu nâu sẫm. Điều khác biệt nhất ở kiến trúc của chùa Bái Đính thể hiện ở vòm mái nâu sẫm cong vút hình đuôi chim phượng. Các chi tiết trang trí kiến trúc của chùa cũng mang đậm dấu ấn của các làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Việt Nam. Chính điều này đã tạo nên nét độc đáo không đâu có được. Không chỉ là địa điểm sinh hoạt tôn giáo, chùa Bái Đính đã dần trở thành điểm du lịch sinh thái tâm linh nổi tiếng. Chùa đã nhận được đến 8 kỷ lục Việt Nam và châu Á như chuông đồng lớn nhất Việt Nam, tượng Phật Thích Ca cao nhất nặng nhất châu Á, bộ tượng tam thế bằng đồng dát vàng lớn nhất Việt Nam, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, chùa có hành lang La Hán lớn nhất Việt Nam, chùa có nhiều cây bồ đề nhất Việt Nam và ngôi chùa có giếng nước lớn nhất Việt Nam. Top 9. Chùa Láng. Top 9 là chùa Láng, nơi được mệnh danh là đệ nhất Tùng Lâm của thành Thăng Long năm xưa. Được xây dựng vào những năm 1138 đến năm 1175 dưới thời vua Lý Anh Tông, chùa Láng có tên gọi chính thức là Chiêu Thiền Tự, nổi danh giữa lòng Hà Nội một chốn thiền tâm. Chùa Láng được xây dựng trên nền nhà cũ của cha mẹ Thiền sư Đạo Hành, khi xưa thuộc xã Yên Lãng, Tổng Hạ, huyện Vĩnh Thuận.
sau này chính là làng Láng, ngôi chùa cổ nằm bên sông Tô Lịch. Về kiến trúc, trước đây chùa Láng có 100 gian, được xây theo kiểu nội công ngoại quốc. Đây là lối kiến trúc có hai hành lang dài, nối liền nhà tiền đường với hậu đường, tạo thành khung hình chữ nhật khép kín, ở giữa là nhà thiêu hương hoặc thượng điện. Chùa Láng có 3 lớp tam quan mang nét nghệ thuật của thời Lý, đặc biệt cổng tam quan ngoài cùng có kiến trúc 4 hàng cột vuông với 3 mái cong gắn vào sườn cột, mái giữa cao hơn 2 mái còn lại. Sau cổng thứ nhất là khoảng sân lát gạch bát tràng với chiếc sập đá giữa sân dùng để đặt kiệu trong các ngày lễ hội. Điểm nhấn của ngôi chùa là ngôi nhà bát giác ở giữa, nơi đặt tượng của Từ Đạo Hạnh. Đi sâu vào phía sau với các công trình như bái đường, nhà thiêu hương, thượng điện, các dãy hành lang, nhà tổ và tăng phòng. Cho đến nay, chùa Láng vẫn là điểm đến linh thiêng của người dân thủ đô vào các dịp lễ Tết. Top 10. Chùa Trăm Gian. Cuối cùng là ngôi chùa cổ Trăm Gian. Ngôi chùa này được coi là di sản kiến trúc Phật giáo của Việt Nam, một trong những ngôi chùa độc đáo có 102 ở nước ta. Chùa Trăm Gian được lập từ đời Lý Cao Tông, niên hiệu Trinh Phủ thứ 10 năm 1185. Sở dĩ chùa có tên là Trăm Gian vì quần thể kiến trúc ở đây có đến 104 gian nhà. Đây là một quần thể kiến trúc độc đáo với 3 cụm kiến trúc chính. Cụm thứ nhất gồm 4 cột trụ và 2 quán, trước đây là nơi đánh cờ người trong ngày hội. Tiếp đó là nhà giá ngự, nhìn ra mặt hồ Sen, nơi đặt kiệu thánh để xem trò múa rối nước. Cụm thứ hai gồm một tòa gác chuông 2 tầng mái, có lan can chạy quây 4 mặt, các ván đều có chạm hình hoa mây. Tại chùa Trăm Gian có treo một quả chuông cao 1,1m, đường kính 0,6m. Cụm thứ ba đó là chùa chính, gồm một nhà bái đường, tòa thiêu hương và thượng điện. Tại chùa Trăm Gian có 153 pho tượng, hầu hết bằng gỗ, một số ít bằng đất nung, đặc biệt quý nhất là tượng Tuyết Sơn, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Suốt bao đời nay, chùa Trăm Gian được coi là một di sản độc đáo và cũng là niềm tự hào của người dân huyện Chương Mỹ. Hàng năm, chùa Trăm Gian thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách gần xa đến tham quan, chiêm bái và lễ Phật. Vậy là các bạn vừa cùng Top List khám phá top 10 ngôi chùa cổ nhất tại Việt Nam. Những ngôi chùa này không chỉ là công trình tín ngưỡng mang giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật độc đáo, mà những ngôi chùa cổ này còn là tài sản tâm linh cho những ai đang hướng mình đến cái thiện, là nơi kết nối những giá trị xưa cũ và hiện đại, giúp cho các thế hệ nhận thức và hiểu thêm về bản sắc văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam.